Năm 2023 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con khá thấp, 3.5 trên 10 điểm. Như vậy, tuổi chồng Kỷ Tỵ 1989, vợ Giáp Tuất 1994 không hợp tuổi sinh con năm 2023. Chào mừng quý bạn đến với kênh Phong Thủy Tâm An, kính chúc quý vị một ngày mới hanh thông và thuận lợi. Hôm nay chúng tôi sẽ giúp các bạn nắm bắt được cuộc sống của các tuổi Kỷ Tỵ 1989 và Giáp Tuất 1994, hai tuổi này sinh con năm nào hợp. Đầu tiên là hôn nhân giữa chồng Kỷ Tỵ và vợ Giáp Tuất. Nam và nữ sinh năm 1989 tuổi Kỷ Tỵ, tức tuổi con rắn. Thường được gọi là phúc khí chi xà, tức rắn có phúc, mệnh mộc đại lâm mộc tức gỗ trong rừng. Nam và nữ mạng sinh năm 1994 tuổi Giáp Tuất, tức tuổi con chó. Thường gọi là thủ thân chi cẩu, tức chó giữ mình. Mệnh hỏa sơn đầu hỏa, nghĩa là lửa trên núi. Trong quan hệ vợ chồng cho thấy vợ chồng bạn rất hợp nhau. Sự hòa hợp trong tuổi hai vợ chồng đem đến cuộc sống hạnh phúc, thuận hòa, gia đình êm ấp. Mệnh chồng là âm mộc, lấy vợ là dương hỏa, sẽ có mối quan hệ tương sinh. Tương sinh nghĩa là vật này bồi đắp, nuôi dưỡng cho vật kia lớn mạnh, phát triển, người này bổ trợ giúp cho người kia phát triển và đạt những điều tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, chồng 1989 cung khôn lấy vợ 1994 cung ly sẽ rơi vào cung ngũ quỷ là xấu, có thể mang đến những tai họa ập tới. Chúng ta thấy rằng, vợ 94 chồng 89 rất hợp nhau, tuy nhiên vẫn có phần xung khắc. Phương pháp hóa giải xung khắc vợ chồng là điều mà rất ít các cặp vợ chồng biết đến cũng như thực hiện chúng. Một trong cách hóa giải xung khắc chính là sinh con hợp tuổi với bố mẹ. Sinh con hợp tuổi với bố mẹ còn giúp cho vận mệnh gia đình thuận lợi hơn, con cái phát triển khỏe mạnh, hạnh phúc, lớn lên đạt được thành công trong sự nghiệp. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tìm năm sinh thích hợp cho cặp vợ chồng Kỷ Tỵ 1989 và Giáp Tuất 1994. Vậy chồng Kỷ Tỵ 1989, vợ Giáp Tuất 1994 sinh con năm nào hợp? Để đánh giá được sự xung hợp tuổi con với bố mẹ cần dựa vào các tiêu chí như ngũ hành sinh khắc, thiên can xung hợp và địa chi xung hợp, từ đó sẽ đưa ra kết luận đánh giá chi tiết sự xung hợp giữa các yếu tố. Thông thường con không hợp với cha mẹ được gọi là tiểu hung, cha mẹ không hợp với con là đại hung. Vì vậy cần tránh đại hung, nếu bắt buộc thì chọn tiểu hung, bình thường là không xung và không khắc với con, tốt nhất là tương sinh và tương hợp với con. Chồng Kỷ Tỵ 1989, vợ Giáp Tuất 1994 sinh con năm 2024. Nam và nữ sinh năm 2024 tuổi Giáp Thìn, tức tuổi con rồng. Thường gọi là phục đầm chi lâm, tức rồng ẩn ở đầm. Mệnh hỏa phúc đăng hỏa, nghĩa là lửa ngọn đèn. Năm 2024 có niên mệnh bố tương sinh với niên mệnh con vì mộc sinh hỏa. Mệnh bố làm lợi cho mệnh con. Niên mệnh con và niên mệnh mẹ không sinh không khác với nhau vì hỏa hòa hỏa. Thiên can của bố và thiên can của con tương hợp vì giáp hợp kỷ. Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con. Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau. Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm lục xung, thìn xung tuất và phạm tứ hành xung, thìn, tuất, sửu, mùi. Điểm tương hợp của bố và con là 4 điểm. Điểm tương hợp của mẹ và con là 1.5 điểm. Năm 2024 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con ở mức trung bình, 5.5 trên 10 điểm. Như vậy, tuổi chồng Kỷ Tỵ 1989, vợ Giáp Tuất 1994 có thể sinh con năm 2024. Chồng Kỷ Tỵ 1989, vợ Giáp Tuất 1994 sinh con năm 2025. Nam và nữ sinh năm 2025 tuổi Ất Tỵ, tức tuổi con rắn. Thường gọi là xuất huyệt chi xà, tức rắn rời hang. Mệnh hỏa phúc đăng hỏa, nghĩa là lửa ngọn đèn. Năm 2025 có niên mệnh bố tương sinh với niên mệnh con vì mộc sinh hỏa. Mệnh bố làm lợi cho mệnh con. Niên mệnh con và niên mệnh mẹ không sinh không khác với nhau vì hỏa hòa hỏa. Thiên can của bố và thiên can của con trực xung vì kỷ khắc ất. Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con. Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau. Địa chi của mẹ và địa chi của con không xung không hợp nhau. Điểm tương hợp của bố và con là 3 điểm. Điểm tương hợp của mẹ và con là 2.5 điểm. Năm 2025 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con ở mức trung bình 5.5 trên 10 điểm. Như vậy, tuổi chồng Kỷ Tỵ 1989, vợ Giáp Tuất 1994 có thể sinh con năm 2025. Chồng Kỷ Tỵ 1989, vợ Giáp Tuất 1994 sinh con năm 2026. Nam và nữ sinh năm 2026 tuổi Bính Ngọ, tức tuổi con ngựa. Thường gọi là hành lộ chi mã, tức ngựa chạy trên đường. Mệnh thủy thiên hà thủy nghĩa là nước trên trời. Năm 2026 có niên mệnh con tương sinh với niên mệnh bố vì thủy sinh mộc. Mệnh con làm lợi cho mệnh bố. Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh mẹ vì thủy khắc hỏa. Mệnh con không tốt cho mệnh mẹ. Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con. Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con. Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau. Địa chi của mẹ và địa chi của con đạt tam hợp, Dần, Ngọ, Tuất. Điểm tương hợp của bố và con là 3.5 điểm. Điểm tương hợp của mẹ và con là 3 điểm. Năm 2026 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con ở mức khá tốt, 6.5 trên 10 điểm. Như chồng Kỷ Tỵ 1989, vợ Giáp Tuất 1994 sinh con năm 2027. Nam và nữ sinh năm 2027 tuổi Đinh Mùi, tức tuổi con dê. Thường được gọi là thất quần chi dương, tức dê lạc đàn. Mệnh thủy thiên hà thủy nghĩa là nước trên trời. Năm 2027 có niên mệnh con tương sinh với niên mệnh bố vì thủy sinh mộc. Mệnh con làm lợi cho mệnh bố. Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh mẹ vì thủy khắc hỏa. Mệnh con không tốt cho mệnh mẹ. Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con. Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con. Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau. Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi và phạm tương hình, Sửu, Tuất, Mùi chống nhau. Điểm tương hợp của bố và con là 3.5 điểm. Điểm tương hợp của mẹ và con là 1 điểm. Năm 2027 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con ở mức khá thấp, 4.5 trên 10 điểm. Như vậy, tuổi chồng Kỷ Tỵ 1989, vợ Giáp Tuất 1994 không hợp tuổi sinh con năm 2027. Chồng Kỷ Tỵ 1989, vợ Giáp Tuất 1994 sinh con năm 2028. Nam và nữ sinh năm 2028 tuổi Mậu Thân, tức tuổi con khỉ. Mệnh thổ, đại trạch thổ nghĩa là đất nền nhà. Năm 2028 có niên mệnh bố tương khắc với niên mệnh con vì mộc khắc thổ. Mệnh bố bất lợi cho mệnh con. Niên mệnh mẹ tương sinh với niên mệnh con vì hỏa sinh thổ. Mệnh mẹ làm lợi cho mệnh con. Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con. Thiên can của con trực xung với thiên can của mẹ vì mậu khắc giáp. Địa chi của bố và địa chi của con đạt lục hợp, tỵ hợp thân, cát nhưng lại phạm tứ hành xung, dần, thân, tỵ, hợi và phạm tương hình, dần, tỵ, thân chống nhau, xấu, nên cát, hung hóa trung hòa. Địa chi của mẹ và địa chi của con không xung không hợp nhau. Điểm tương hợp của bố và con là 1.5 điểm. Điểm tương hợp của mẹ và con là 3 điểm. Năm 2028 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con ở mức khá thấp, 4.5 trên 10 điểm. Như vậy, tuổi chồng Kỷ Tỵ 1989, vợ Giáp Tuất 1994 không hợp tuổi sinh con năm 2028. Các năm sinh con hợp nhất với hai bạn là 2016, 6 trên 10 điểm, 2017, 6.5 trên 10 điểm, 2026, 6.5 trên 10 điểm, 2029, 6 trên 10 điểm, 2034, 6 trên 10 điểm, 2038, 6.5 trên 10 điểm. Về mặt tâm linh, đạo Phật răn dạy rằng hai người yêu nhau là cái duyên, cái số, dù hợp tuổi hay không hợp tuổi cũng là số trời đã định sẵn, không thể thay đổi. Mọi sự tồn tại trên đời đều cần vào sự vun đắp và cố gắng từ cả hai phía. Vậy nên hai bạn chỉ cần vun đắp thêm nhiều là tốt nhé. Video đến đây là kết thúc. Hy vọng với những thông tin trên các bạn đã tìm được nam sinh thích hợp để chào đón con yêu cho mình, mang lại nhiều thuận lợi cho gia đình.